Có thể bạn chưa biết, trước khi Pokemon trở nên phổ biến trên toàn thế giới và trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu, thương hiệu này đã từng có một đối thủ cạnh tranh nội địa cực kỳ khốc liệt trong quá khứ, cả về mảng game lẫn series anime, đó là Digimon. Tháng 9 năm 1998, hãng Bandai đã cho ra mắt bản game Digimon đầu tiên với tên gọi Digital Monster vs Digimon Tamers, được sự đón nhận nồng nhiệt của đại đa số người chơi. Một năm sau đó, series anime đầu tiên cũng đã được công chiếu tại Nhật Bản với tên gọi là Digimon Adventure. Có thể game về Digimon đã không thành công trong việc trở nên phổ biến tại Việt Nam như Pokemon, nhưng series anime đầu tiên của nó đã được in lại trong tâm trí của rất nhiều đứa trẻ thuộc thế hệ 9X với cái tên quen thuộc là cuộc phiêu lưu của các con thú, trở thành một kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ và khó phai. Nội dung phim kể về hành trình lưu lạc của Yagami Taichi và 6 cậu bé khác tại thế giới kỹ thuật số để chống lại các thế lực đen tối đang đe dọa đến sự tồn vong của hai thế giới. Họ được gọi là những đứa trẻ được tuyển chọn. Mỗi đứa trẻ sẽ đồng hành cùng với một con quái vật được gọi là Digimon. Chúng mang trong mình những sức mạnh đặc biệt và mối liên kết mạnh mẽ với tính cách của bạn đồng hành. Sự ngầu lòi và độc đáo trong thiết kế của các con thú là một trong những nguyên nhân thu hút một số lượng lớn fan hâm mộ ở thời điểm đó. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Yu Anime điểm qua tất cả Digimon của những đứa trẻ được tuyển chọn trong series Digimon Adventure đầu tiên nhé. Trên thực tế thì những hình thái của những Digimon trong game và các phần sau của anime cũng đã được phát triển thêm rất nhiều dạng mới. Tuy nhiên vì mình đang nói đến Digimon Adventure, nên video này sẽ chỉ đề cập đến những thể tiến hóa đã xuất hiện trong phần phim này thôi nhé. Bây giờ thì không để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Agumon, thú A cổ. Agumon là một Digimon ở cấp độ trẻ con, mang hình dạng của một loài khủng long có nước da màu vàng cam và đứng bằng hai chân. Agumon là bạn đồng hành của Taichi, cậu bé mang huy chương dũng khí và có thể được xem là thủ lĩnh của nhóm những đứa trẻ được tuyển chọn. Ở cấp độ này, Agumon có thể sử dụng một kỹ năng duy nhất là Baby Flame, cho phép nó phóng ra một ngọn lửa nhỏ gây sát thương lên kẻ địch. Khi tiến hóa ở cấp độ trưởng thành, Agumon sẽ trở thành Raimon, thú bạo lông. Lúc này cơ thể nó sẽ trở nên to lớn như một con khủng long bạo chúa, phần đầu được bao bọc bởi một lớp giáp sừng và toàn thân xuất hiện những vằn xanh. Sở hữu cơ thể to lớn, sức chiến đấu của Raimon cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sức mạnh thể chất và chiêu thức Mega Flame. Với ngọn lửa giờ đã có độ lớn tương đương với cơ thể của Raimon và sức sát thương cũng được gia tăng đáng kể. Ở cấp độ hoàn hảo, Raimon sẽ tiến hóa thành Metal Raimon, thú bạo lông cơ giới. Ở hình thái này, Metal Raimon sẽ được cơ giới hóa ở phần giáp mũ, tai và ngực, đồng thời phía sau lưng xuất hiện thêm một đôi cánh màu tím. Luôn mang trong mình những thứ vũ khí hạng nặng, Metal Raimon giống như một cỗ máy chiến đấu có tri giác, với hai chiêu thức chữ danh là Giga Blaster, cho phép nó bắn hai quả tên lửa cá mập có sức công phá cực lớn, được chữ trong phần giáp ngực về phía mục tiêu, và Metal Claw sử dụng cánh tay có móng vuốt được cơ giới hóa để tấn công mục tiêu. Nó cũng có thể tách rời ra và bắn đi như một quả tên lửa. Metal Raimon là một trong số hai Digimon của 8 đứa trẻ đầu tiên có thể đạt đến thể cùng cực. Đây cũng chính là hình thái chiến đấu tối thượng của một Digimon. Ở dạng này, nó có tên là War Raimon, thú bạo lông chiến đấu. Lúc này, toàn bộ cơ thể của nó sẽ được trang bị những phần giáp và cơ khí vô cùng chắc chắn, với vũ khí chính là cặp móng vuốt vô cùng sắc bén và tấm khiên trắng được gắn ở phía sau lưng. Kích thước của Warimon sẽ trở nên nhỏ hơn so với dạng tiền thân, nhưng bù lại khả năng linh hoạt trong chiến đấu và sức tấn công của nó cũng được gia tăng vượt bậc. Các chiêu thức của Warimon bao gồm Gaia Fox, pháo năng lượng Gaia, cho phép nó giải phóng một quả cầu lửa chứa nguồn năng lượng khổng lồ với nhiệt độ cao có khả năng phá hủy mọi thứ trên đường đi. Ray Tornado, khi sử dụng kỹ năng này, Warimon sẽ xoay cơ thể với tốc độ cao, tạo thành một cơn lốc xoáy lao về phía đối phương. Đây là chiêu thức đơn mục tiêu nhưng có sát thương chí mạng cực lớn, có khả năng phá tan những lớp phòng thủ rắn chắc nhất. Khi sử dụng cạn kiệt năng lượng trong chiến đấu, Digimon sau đó sẽ trở nên thoái hóa và quay trở lại trạng thái ấu thơ, và trạng thái sơ sinh sẽ dành cho những Digimon vừa mới nở từ trứng trong quá trình tái sinh của mình. Đối với Agumon, dạng ấu thơ của nó là Coromon và dạng sơ sinh sẽ là Botamon. Ngoài các dạng tiến hóa gốc, series này cũng đã giới thiệu thêm một dạng hoàn hảo trong nhánh tiến hóa khác của Raimon, đó là Skull Raimon. Nó có hình dạng như một bộ xương khủng long với chiếc tên lửa cá mập gắn ở phần lưng. Đây là hình thái tiến hóa khi Raimon bị thúc ép trở nên mạnh mẽ hơn một cách tiêu cực và độc hại. Khi đó nó sẽ trở nên mất kiểm soát, hung bạo và tàn ác hơn so với hình dạng Metal Raimon. Gabumon, thú da bố. Gabumon là một Digimon ở cấp độ trẻ con, có hình dạng của một con thú đứng bằng hai chân, mặc một lớp da có vằn và có một chiếc sừng lớn trên đầu.
Gabumon là Digimon của Yamato, cậu bé mang huy chương tình bạn. Kỹ năng của Gabumon là Blue Blaster, phóng ra một ngọn lửa xanh lam gây bỏng cho kẻ địch. Khi ở cấp độ trưởng thành, Gabumon sẽ tiến hóa thành Garurumon. Garurumon mang hình dạng của một con sói, di chuyển bằng bốn chân và toàn thân được bao bọc bởi một lớp lông vàng trắng xanh. Kỹ năng của Garurumon là Foxfire, tích trữ một luồng lửa xanh trong miệng và phóng vào phía đối thủ để gây sát thương. Ở cấp độ hoàn hảo, Garurumon lúc này sẽ tiến hóa thành War Garurumon. War Garurumon có hình dạng như một á nhân người sói với cơ thể tương đương với một người trưởng thành. Nó mặc một chiếc quần xanh đậm như vải jean và bao bọc một bên tay trái. Mặc dù cơ thể trở nên nhỏ hơn sau khi tiến hóa, nhưng War Garurumon lại vô cùng linh hoạt với các đòn tấn công cận chiến mạnh mẽ. Các kỹ năng của nó bao gồm Wolf Claw, tấn công kẻ địch với một cú chém chí mạng từ móng vuốt, và Garuru Kick, một cú đá vòng cung hình ánh trăng mạnh như điện giật giáng xuống kẻ địch. Là một trong hai Digimon của những đứa trẻ đầu tiên có thể đạt được hình thái cùng cực, War Garurumon sẽ tiến hóa thành Metal Garurumon. Lúc này toàn bộ cơ thể của nó được thay thế hoàn toàn bằng máy móc. Nó quay trở lại hình dáng của một con chó sói cơ khí với đôi cánh phản lực màu vàng và chiếc đuôi kim loại có hình lưỡi dao. Kỹ năng của Metal Garurumon sẽ bao gồm Cositus Breath, phóng ra một luồng khí đông lạnh tuyệt đối từ miệng khiến bất kỳ mục tiêu nào dính phải bị đóng băng ngay lập tức. Raze Rose Freezer, phóng ra một loạt đạn pháo được cất giấu bên trong cơ thể về phía kẻ địch, gây sát thương băng trên diện rộng. Hai dạng thái hóa của Gabumon là Sunomon ở cấp độ ấu thơ và Bunimon ở cấp độ sơ sinh. Biomon, thú bỉ khâu. Biomon là một Digimon trẻ con dạng chim, có màu hồng nhạt với các viền xanh ở phần lông đuôi. Đây là Digimon đồng hành của Sora, cô bé mang huy chương tình yêu. Khi ở hình thái trẻ con, Biomon có khả năng bay không quá vượt trội do đôi cánh ngắn và chưa phát triển. Kỹ năng của Biomon là Magical Fire, bằng cách vỗ đôi cánh của mình. Nó tạo ra một luồng lửa màu xanh lá và phóng về phía kẻ địch. Ở cấp độ trưởng thành, Biomon sẽ tiến hóa thành Bertramon. Bertramon có hình dạng như một con phượng hoàng lửa, lai với loài khủng long với đôi cánh khổng lồ, cặp vuốt sắc bén và hàm răng lởm chởm. Kỹ năng của Bertramon là Meteor Wing. Khi thi triển, nó sẽ bay lên trời và vỗ mạnh đôi cánh, tạo ra những quả cầu lửa như các mảnh thiên thạch rơi xuống đầu đối thủ. Hình thái hoàn hảo của Bertramon sau khi tiến hóa là Garudamon. Đây là Digimon có kích thước lớn nhất trong tất cả những Digimon của những đứa trẻ được tuyển chọn. Nó có hình dạng của một ưng nhân với cơ thể vạm vỡ, đầu đội mũ lông cùng mái tóc dài như thổ dân da đỏ. Phía sau lưng là đôi cánh lớn mang lại cho nó khả năng bay với tốc độ cao và chở theo được rất nhiều người. Kỹ năng của Garudamon là Shadow Wing, giải phóng một chùm tia nhiệt từ khắp cơ thể, tạo thành hình dạng của một con hỏa điểu lao về phía mục tiêu. Và Furnace Cloud, chém đôi kẻ địch bằng cặp vuốt sắc bén của mình. Hai hình thái ấu thơ và sơ sinh của Biomon lần lượt là Biokomon và Neokimon. Tentomon, thú côn trùng cánh cứng. Tentomon là Digimon dạng trẻ con đồng hành cùng Koshiro, cậu bé mang huy chương tri thức. Nó có hình dạng của một con robot bọ cánh cứng màu đỏ nhạt với cơ thể mang dòng điện tích trữ bên trong. Kỹ năng của Tentomon là Bentit Thunder. Hai chiếc râu trên đầu nó sẽ đóng vai trò như một cặp anten tích điện và phóng về phía đối thủ. Ở cấp độ trưởng thành, Tentomon sẽ tiến hóa thành Kabuterimon. Lúc này cơ thể nó lấy màu xanh dương đậm làm chủ đạo. Kabuterimon có hình dạng như một con bọ cánh cứng khổng lồ với giáp mũ bao trọn phần đầu kèm theo một chiếc sừng to và cứng cáp. Phía sau lưng là hai cặp cánh lớn mang lại cho nó khả năng bay lượn linh hoạt. Kỹ năng của Kabuterimon là Mega Blaster, bắn một quả cầu sấm sét về phía kẻ địch. Ở cấp độ hoàn hảo, Kabuterimon sẽ tiến hóa thành Mega Kabuterimon. Lúc này cơ thể nó lại chuyển về màu đỏ chủ đạo. Kích thước và khối lượng cơ thể được gia tăng so với trước đó. Chiếc sừng trên đầu Mega Kabuterimon trở nên to lớn hơn. Phần cánh phía sau lưng bị tiêu giảm, thay vào đó là một lớp vỏ bảo vệ cứng cáp. Lúc này Mega Kabuterimon di chuyển chủ yếu nhờ vào khả năng phản lực đến từ bộ phận phía sau đuôi. Kỹ năng của Mega Kabuterimon là Horn Buster, phóng một quả cầu mang năng lượng điện khủng khiếp từ chiếc sừng to khỏe vào kẻ thù. Hai hình thái sơ sinh của Tentomon lần lượt là Motimon và Babumon. Baymon, thủ ba lỗ. Baymon là Digimon dạng trẻ con của Mimi, cô bé mang huy chương tinh khiết. Nó mang hình dáng của một loài thực vật với cơ thể màu xanh lục. Các chi của Baymon là những rễ cây đóng vai trò như vũ khí phòng vệ. Trên đầu nó đội một bông hoa lớn giống như các loài ở vùng nhiệt đới. Kỹ năng của Baymon là Poison Ivy, vươn dài đôi tay của mình như một roi mây để tóm lấy và làm tê liệt đối thủ. Ở dạng trưởng thành, Baymon sẽ tiến hóa thành Togemon.
Hình thái này giúp nó trở nên to lớn hơn với hình dạng của một cây xương rồng xù xì mang găng tay đấm bốc. Kỹ năng của Togemon là Chiku Chiku Bang Bang. Nó xoay mình và phóng hàng triệu các mũi gai trên cơ thể mình vào kẻ thù để gây sát thương. Ở cấp độ hoàn hảo, Togemon sẽ tiến hóa thành Lilimon. Lúc này nó trở nên nhỏ nhắn hơn với hình dạng như một tinh linh tiên tộc trong các khu rừng và kích thước chỉ ngang với một nữ sinh cao trung. Kỹ năng của Lilimon là Plow Cannon. Lilimon chắp hai cánh tay của mình lại tạo thành một họng pháo và giải phóng sức mạnh bắn về phía kẻ thù. Hai hình thái ấu thơ và sơ sinh của Paimon lần lượt là Tanemon và Yuramon. Gomamon, thú ca mã. Gogamon là Digimon đồng hành của Zo, cậu bé lớn tuổi nhất trong đám trẻ và là người sở hữu huy chương thành thật. Gomamon mang hình dạng của một con hải cẩu màu trắng với các vàng lông màu tím xen lẫn cùng chậm tóc màu đỏ trên đỉnh đầu. Kỹ năng của nó là Marching Fist, ra lệnh cho một đàn cá tấn công kẻ địch và hỗ trợ đồng đội. Ở dạng trưởng thành, Gomamon sẽ tiến hóa thành Ikakumon. Lúc này nó mang hình dáng của một con sư tử biển đồ sộ với cặp răng nanh to lớn và chiếc sừng nhỏ trên đầu, đóng vai trò là vũ khí chính. Kỹ năng của Ikakumon là Harpoon Vulcan, phóng chiếc sừng trên đầu của mình như một quả tên lửa bắn về phía đối thủ. Dạng hoàn hảo của Ikakumon là Zudomon. Ở hình thái tiến hóa này, nó trở nên to lớn hơn và mang vóc dáng như một thần biển với cơ bắp cuồn cuộn cùng một chiếc mai lớn trên lưng. Chiếc sừng vẫn còn trên đầu Zudomon, nhưng vũ khí chính lúc này sẽ là một chiếc búa tạ khổng lồ. Kỹ năng chính của Zudomon là Hammer Spark. Nó dán chiếc búa tạ của mình xuống mặt đất để tạo ra một luồng xung điện tấn công về phía mục tiêu, Hammer Boomerang. Zudomon ném chiếc búa của mình như một chiếc boomerang để tấn công kẻ địch. Hai dạng ấu thơ và sơ sinh của Gomamon lần lượt là Bukamon và Bichimon. Batamon, thú ba đạt. Batamon là Digimon đồng hành của Takeru, em trai của Yamato và là người mang huy chương hy vọng. Nó có ngoại hình giống như một chú lợn bay với đôi tay hình cánh dơi và tông màu chủ đạo là da cam. Batamon là một trong số những Digimon sở hữu bộ gen cổ đại, thứ mang trong mình sức mạnh thần thánh có thể chống lại các thế lực hắc ám. Kỹ năng của Batamon là Air Shock, nó hút một lượng lớn không khí vào bụng rồi bắn ra với áp suất cao gây sát thương lên kẻ địch. Khi ở cấp độ trưởng thành, Batamon sẽ tiến hóa thành Angemon. Lúc này nó sở hữu hình dáng của một thiên sứ với ba đôi cánh trắng sau lưng, đầu đội mũ giáp và có mái tóc màu cam đặc trưng của hình dạng ban đầu. Vũ khí của Angemon là cây gậy thiên sứ mang trong mình sức mạnh thanh tẩy. Kỹ năng chính của Angemon là Heaven Knuckle, một cú đấm chứa đựng năng lượng thần thánh có thể đẩy lùi mọi cái ác. Ở cấp độ hoàn hảo, Angemon sẽ tiến hóa lên dạng Magna Angemon, trở thành một thiên sứ cấp cao với bốn đôi cánh trắng cùng giải ký tự cổ quấn quanh người. Tay trái của Magna Angemon sẽ đeo một chiếc khiên, trong khi tay phải sẽ là một thanh kiếm mang năng lượng thần thánh. Kỹ năng chính của Magna Angemon là Heaven's Gate, tạo ra một cánh cổng có thể hút tất cả kẻ thù vào bên trong và phong ấn chúng. Ngoài ra thì Digimon này còn sở hữu kỹ năng Holy Disinfection, giúp phục hồi sức sống cho các sinh vật xung quanh. Hai dạng ấu thơ và sơ sinh của Batamon lần lượt là Tokomon và Boyomon. Gatomon, thú địch lộ. Khác với tất cả các thành viên trong nhóm, ở thời điểm gặp gỡ bạn đồng hành Hikari của mình, Gatomon đã là một Digimon ở cấp độ trưởng thành do đã bị bắt giữ bởi Myotismon trong một thời gian dài. Gatomon mang hình dáng của một con mèo trắng với cặp chân trước có vuốt sắc nhọn cùng chiếc đuôi dài linh hoạt. Kỹ năng của Gatomon là Necro Punch, tung ra một cú đấm với tốc độ sấm sét làm choáng váng kẻ thù. Sau khi nhận được sức mạnh từ huy chương ánh sáng của Hikari, Gatomon tiến hóa lên dạng hoàn hảo và trở thành Angewomon với hình dạng tương tự như Angemon nhưng mà lem hơn vì là nữ. Kỹ năng chính của Angewomon là Holy Arrow, bắn ra một mũi tên ánh sáng với tốc độ sấm sét và thanh tẩy mọi hắc ám. Dạng trẻ con, ấu thơ và sơ sinh của Gatomon lần lượt là Salamon, Niaromon và Yukimi Botamon. Và đó là tất cả những Digimon của 8 đứa trẻ được tuyển chọn trong Digimon Adventure phần 1 và các dạng tiến hóa của chúng. Các bạn ấn tượng với Digimon nào nhất? Ở đây có ai từng trải qua tuổi thơ với series anime này không? Hãy để lại ý kiến phía bên dưới để cùng thảo luận với mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.